Khi làm kế toán tổng hợp trong doanh nghiệp nhà hàng, bạn cần phải làm những gì? Hồ sơ chứng từ kế toán cần phải chuẩn bị ra sao? Và khi quyết toán thuế, họ sẽ yêu cầu kế toán cần phải trình bày những điểm gì? Tất cả các câu trả lời đó đều có trong khóa học kế toán nhà hàng khách sạn tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Để hiểu và thành thạo mọi nghiệp vụ cho các bạn mới, khóa học sẽ được chia làm hai phần. Phần 1 sẽ là các nguyên lý để các bạn nắm và hiểu được bản chất, tính chất, kết cấu của các tài khoản. Và các bài tập chi tiết sẽ là nền tảng để các bạn hiểu và đi vào phần thực hành các hóa đơn chứng từ phát sinh trong công ty nhà hàng. Và các nội dung chính trong phần 2, thực hành khóa học trong mảng nhà hàng, hướng dẫn cho các bạn cách khai báo cập nhật số dư chi tiết đầu năm, phân tích các mối quan hệ giữa các báo cáo chi tiết đầu năm so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang, cách lập định mức nguyên vật liệu cho các món ăn nhà hàng sao cho đúng, phân loại hóa đơn chứng từ, định hướng được các hóa đơn hợp lý và không hợp lý trong doanh nghiệp, hạch toán đối với mua nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định và phản ánh đúng vào chi phí đối với từng mảng, xử lý các trường hợp như công nợ phát sinh, giải trình, bổ sung các chứng từ, tính toán bảng lương, lên bảng chấm công, các mẫu hợp đồng liên quan đến người lao động và trích bảo hiểm xã hội, xử lý chênh lệch giữa kiểm kê và sổ sách. Hướng dẫn lập báo cáo kiểm tra về các chi phí để tính giá thành của mảng dịch vụ nhà hàng, lập báo cáo phải nộp hàng tháng hàng quý. Và cuối cùng là kiểm tra lại các số liệu xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hiện in sổ sách kế toán và chia sẻ những kinh nghiệm kế toán về nhà hàng. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp tập trung, lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt, tất cả các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online. Nhấn xem giáo trình trên trang web ketoanviethung.com. Trong giáo trình online sẽ được chia theo từng phần. Mỗi phần sẽ là các chứng từ, video hướng dẫn chi tiết cho các bạn từng nghiệp vụ và cách hạch toán trên phần mềm. Để xem được nội dung của khóa học, các bạn sẽ nhấn chọn theo từng phần và nhấn xem nội dung. Trong từng phần của khóa học sẽ có các nội dung hướng dẫn chi tiết. Mỗi một chứng từ, một hóa đơn sẽ là các video hướng dẫn đính kèm để giúp các bạn hiểu được các nội dung của khóa học. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ tại doanh nghiệp mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Để nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được hỗ trợ ngay hôm nay.